Điều bất ngờ về vỏ lá, đây là chiếc lá di động. Bạn không xác định được đây là động vật hay là thực vật đúng không? Đây là vỏ lá Philides, có nguồn gốc từ phía tây của Malaysia. Chiều dài trung bình của chúng khoảng 5-10 cm. Từ vẻ bề ngoài, nó rất giống như một chiếc lá. Không chỉ kết cấu của thân rất giống các đường gân của lá, mà mép của thân cũng có thể khô héo như một chiếc lá đã chết. Nó ăn cỏ và di chuyển chậm. Và có một điều đặc biệt nữa là nó diễn xuất một cách chân thật như những chiếc lá đang đung đưa trong gió, và có thể gọi vỏ lá là bậc thầy trong làng ngụy trang.